cảm thấy mệt quá, em cho mượn bờ vai. Thì thầm em nói nhỏ: là đủ con đĩ mẹ tụi mày. Nếu cảm thấy mệt quá, em cho mượn bờ vai. Thì thầm em nói nhỏ: hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Rồi, em xin tiếng xin đây. Ok, thì giờ hôm nay thì mình khá bận nên không thể ra clip thường xuyên cho anh em được. Ok, khá là buồn nha. Giờ tôi sẽ vào đánh vài game nữa, một game nữa. Ok, thì hôm qua tôi đăng ký chiến bom mà bay nó mạnh quá, tôi không để ý. Hay bóp tim cho nên bóp. Tôi bóp quá anh em ơi, bay nó mạnh quá à. Trên mà tấp màu nha, rất là mạnh. Tôi không để ý mấy cái tấp dưới, nhà dưới cái này là to. Đây nó mạnh quá à. Hai bốp. Tôi hôm qua ngủ mới dậy sang cái nhìn cái ấn nhầm đây. Đây cái chiếc bon của một cái bon quá mạnh. Tấp mạnh, tấp đây nó mạnh quá à. Tôi tự ý nhớ là nó bật, nó đập, nó dụng quá. Ok, thì bây giờ tôi sẽ test một ghe nhà số báu này. Tôi xem nhà nào đánh được cái đánh này xung qua số báu. Nhà này thì hơi cứng. Cứng nha. Cứng quá ta. Đừng có đánh nhờ số nào phía xa. Số báu kìa. Đánh mạnh quá à. Đánh không ngồi tôi nữa. Tôi cứ lại bên tôi. Có mấy ông cho lính sờ bom quá à. Ông nào biết ông nào cho sờ bom. Nó tôi. Ai biết nè. Nó tôi kích đạo đi luôn. Đậu xanh gì đâu mà. Bom tôi chưa cho lính thiệt mà. Cứ vào cứ bỏ đồ tạc vô. Bỏ con đồ tạc nó cho đằng này đến đâu có hoàn thành nhiệm vụ đâu. Đậu xanh bỏ đồ tạc cái làm gì. Bất phở. Tôi cũng không hiểu mấy ông cho xô luôn. Ok, súp nhà này nha anh em. Cho tượng đầy đủ nha. Nhìn cái màu là biết. Nhưng mà từ cho tôi xem. Ok. Này cho ông ta. Thử mới biết anh em. Thử mới biết được. Tao không thử biết được. Không biết nữa coi là xài gì xe. Đây. Đậu xanh. Đánh là đó. Có một chai con tôi lấy được cái lái vậy xuống. Ok. Xuất nhà luôn. Mới đánh hướng nội ta. Cái này đi. Đây là một người vừa đưa nhớ gì nữa coi. Không tâu luôn á. Cứng quá à. Mấy nó toàn cứng luôn. Ca nha. Sẽ đánh thua không ấy. Đánh lẹ. Đánh lâu. Thua thôi. Túng tử thế à. Túng tử thế à. Cũng cứng sương sương. Ok, đập ngay đây. Tôi không đang suy nghĩ đập cho nó đây. Đập luôn. Khóa được cái gì để khóa nè. Khóa được cái đó là hay nha. Khóa được xíu này khóa thôi.
chờ chờ luôn nhờ bị bên nó ra nè. Xin nghĩ cái này chờ luôn nhờ bên này, ok rồi. Ok, sao mà anh? Đánh cho nó yếu nhất đánh, đánh cho nó yếu nhất đánh, đánh cho nó yếu nhất đánh. Chỗ này yếu nhất đánh nè. Đánh đâu? Sao anh? Xong này với chúng tôi. 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 Còn một sợi dây căng đây kìa, còn rồi mọi còn sư sư mấy đứa hay còn sư sư rồi ơi, còn một tóc tóc à à à, nhờ vậy chính được kết quả rồi mấy người chết kìa, chết rồi. À, ủa, ủa, ô, ô, con trâu bò vẫn còn sống anh em ơi, con trâu bò nhắc vẫn còn sống, à, ô, quá, Quyên, Quyên rồi, Quyên rồi, bắt sao? Ok, bên nó mạnh quá à, bên tôi toàn ấy với chứ không? Đè, trận xa tôi đánh top 2 hay top 1 luôn. Cho bên nó đánh full solo rồi bên tôi đâu có đánh được đâu, ấy chứ không à. Giữ một xe beo luôn, không dùng luôn. Túng tử tế của chúng tôi. Đó sao? Tiếp tục là combo này tiếp thôi anh em ơi. Từ từ về luyện. Bây giờ tôi sẽ coi mấy top dưới đánh như thế nào. Mấy ông bảo tôi là sao không xem mấy top dưới đánh. Nhầm. Bảo tôi không xem mấy top dưới đánh là sao? Ok, top dưới đánh này. Đánh một sao. Cũng được. Cũng này cũng như vậy. Kỳ sĩ. Không, kỳ sĩ à. Tường quá. Bỉ sang là mới dục ra. Ồ, thông minh. Thông minh đấy. Nó không giữ nó cờ loan ta. Sao không giữ nó cờ loan. Rồi con bom ba nó ra nó vỡ cho vài vỡ. Sao cháy hay lính sao đánh. Ủa. Thông minh. Ok được. Đánh phải có giữ cờ loan thôi chứ. Hoặc là cầm quân gì để đánh mấy cái đó chứ. Cái đậu xanh có rồng kia nó được đi thở mé xe bom lính luôn. Con giết hết mất lính rồi sao đánh. Thôi toàn chép luôn. Anna không giữ lính, ok. Đây thanh niên này có kỵ sĩ boa nhưng mà không biết tận dụng thì cũng thua. Tiếp tục nha. Xem đánh nhà này. Cũng là hồi chiến nha. Đánh hướng 12 giờ nè. Hai cái phố nó chồng qua bên này rồi. Oh man. Đánh phướng 12 giờ bên đây nè. Hai cái phố đã nó đi vào chỗ khác rồi. Đánh mát rồng mà win. Tôi thiệt đưa tôi quýnh đồng 2 tôi cũng win đó. Đồng 2 win. Chết luôn. Hay đánh cái định nghĩa gì nữa. Bắt đầu lính nhà bên đó ra. Và nhấn cờ lon nó ra thì toàn rộm giáo à. Đánh 12 giờ này em đánh. Thấy giờ nó ra đó. Đánh nhà tống quân quá à. Ui. Phúc sư ngon vỡ linh. Và sao mà đánh. Đánh phúc sư thả trước quá. Cũng hả. Hợp lý. Thế. Ồ nó giảm cái bom cháy hết luôn. Hợp lý. Rồi sang rồi. Còn được con phúc sư nào. Tôi thấy sự bi quân nhẹ nhẹ. Không còn phúc sư nổi. Nên là còn một con hero nè. Xí nữa lính hậu. Lính nhờ từ binh nó ra nè.
cần coi lại đấu phát kịp đâu. Mình máy dài nữa rồi coi nhanh lắm. Không hay nó được sờ bom lính thỏa máy luôn, đánh thỏa máy luôn. Ờ, tôi hiểu. Không quên được đánh hướng đánh rồng đánh thỏa thỏa bất sư tiếp là tôi hiểu thua chết. Thế làm ở đây rồi mua rồi, người trước tôi đi mua rồi, bây giờ nó đi mua chứ trời đâu kia ra mà mua chứ trời. Ok, đánh mình cái gì đây mà thấy thả lính quan mo hùn hương quá. Cái này là rồng đánh thạch cẩm mà, những chế độ thạch cẩm mà nói nhẹ đánh một hướng thôi, đánh gì đâu sao bốn lính tùm lắm vậy. Giờ đưa này tôi muốn đồng qua là quyền, đánh hết đồng qua là quyền. Đánh là đánh đánh ái mà cần đánh gì đâu mà lọ thế men. Còn là mấy chiến thuật mà tự suy nghĩ ra đánh rất là ha. Hết tiền ha rồi. Ồ mẹ. Nè chiến nha. Tôi xem ông này đánh bằng cái gì đây. Đang bỏ cái chế độ lính gì đây nữa. Bumba. Wow. Bumba tha một mình. Được. Một chiến thuật dị. Toàn là chiến thuật gì không à. Đỉnh cao thật chứ. Rồng boa. Nếu mà rồng boa thì hướng đánh hướng boa giờ là win rồi đó. Bởi vì là heo có phú đãi nó không được đi trong. What? Kỳ xí nữa. Ồ ha. Nó phá tường được rồi mới bỏ xuyên tường là cũng được. Phá tường rồi được mới bỏ xuyên tường. Ok ok. Ha ha ha. Kỳ xí boa mà xong rồi đánh gì đâu, đánh kỵ sĩ pháp sư chứ pháp sư đâu, tôi cũng chả thấy con pháp sư đâu luôn. Oh man, ghê à, tính hết rồi, người ta hỏi là họ tính hết rồi, đánh heo sô thôi, đánh bờ sô nghệ chết á. Ok, Ngọc Nhi cũng có đánh nè, hạt cò bò của chúng tôi. Bomba kỳ sĩ ra đây nữa trời đâu. Nhân mỏ cấp nam an nguyên quả bom rồi bye bye cuộc tình em luôn. Nhân mỏ cấp nam của chúng tôi đánh không dụ nhà lính cà lon là sao ta, chắc quay chắc quay không là lính cà lon là thua chát rồi đó. Dụ lính cà lon đi chứ, đánh phải dụ lính cà lon chứ mẹ. Không dụ đến cà lan là thua rồi đấy. Thua chứ còn gì nữa. Cái đậu trang bỏ hưởng rồi. Ok. Một phần do tôi bóp tim với là một phần là do là đậu xanh. Ông đánh hơi gò. Hơi xương xương, gò gò xương xương. Ok, bye bye ông. Chúc mừng. Chúc mừng, nhà máy vui vẻ. Like, subscribe.